Nếu chúng ta biết đâu là những điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành người cha tốt, người chồng tốt, người bạn tốt, năng suất làm việc nâng cao, tài chính sẽ đạt được nhiều hơn, ngờ vực do dự sẽ biến mất khỏi cuộc đời. Em có một câu hỏi đó là trong cái việc mà kinh doanh hệ thống á thì hiện tại thì em đang xây dựng hệ thống gồm 8 000 thân viên và um, em có một câu hỏi là đó là khi mà mình làm việc á, thì mình lãnh đầu rất là nhiều tim vậy thì làm thế nào mà để cho mình có thể là đồng bộ được cái hệ thống của mình một cách hiệu quả nhất ạ à, đồng bộ đồng bộ ok rồi cuốn sách này viết về một người anh hùng mỏng thôi có vài chữ rồi tôi quyết định kể về câu chuyện cuộc đời của mình năm 23 tuổi lúc đó tôi không nhà cửa sống trong sợ hãi và sau đó tôi gặp John, John đã chỉ dạy cho tôi theo một cách đầy bất thường. Ông ấy đã làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ liên quan đến cuộc sống và tương lai của tôi. Cuộc trò chuyện mà tôi sắp tiết lộ xứng đáng viết thành một cuốn sách. Một ngày nọ John nói, chỉ cần một chút tầm nhìn, cậu có thể sống cuộc đời với một mục đích lâu dài. Tôi hỏi điều ấy có nghĩa là gì? Ông đáp lại bằng một câu hỏi khác đôi lúc cậu thấy có mình vô tình đánh giá hành động của bản thân theo mức độ quan trọng không tôi nhíu mày vẫn chẳng hiểu ông nói ví dụ thời gian cậu dành cho bạn bè rất quan trọng nhưng thời gian cậu dành cho gia đình còn quan trọng hơn cậu cũng có thể coi một giờ ngồi câu cá là rất quan trọng tôi gật đầu có vẻ hiểu ý ông và ông trở lại luận điểm ban đầu khi cậu biết rằng mọi thứ đều quan trọng mọi hành động đều đáng quan trọng như nhau cậu sẽ bắt đầu sống một cuộc sống với mục đích lâu dài cuộc sống đó sẽ biến cậu trở thành một người cha tốt người chồng tốt và một người bạn đáng trân trọng năng suất làm việc thành công về tài chính được nâng lên tầm cao mới đồng thời với sự không chắc chắn ngờ vực và thất vọng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu chúng ta sẽ trở thành một người cha tốt một người chồng tốt và một người bạn đáng trân trọng sự ngờ vực sự không chắc chắn sự thất vọng sẽ biến mất sự không chắc chắn sự ngờ vực cho nên nếu chúng ta biết những điều này biết được đâu là những điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta biết đâu là những điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành người cha tốt người chồng tốt người bạn tốt Năng suất làm việc nâng cao tài chính sẽ đạt được nhiều hơn ngờ vực do sự sẽ biến mất khỏi cuộc đời cho nên cái mấu chốt của trò chơi ở đây là biết được đâu là điều quan trọng tôi hiểu rằng mọi thứ trong cuộc đời cuối cùng phải được đánh giá bởi thành công mà bạn đạt được vậy cho nên khi tư vấn cho các công ty hoặc làm diễn giả trước các tổ chức và đội ngũ tôi nhận thức sâu sắc phần lớn khả năng thành công vượt trội của khách hàng phụ thuộc vào khả năng của tôi trong việc chứng minh rằng bạn cần phải biết đâu là điều quan trọng khi một tổ chức kinh doanh thấy bằng chứng chứng minh những cuộc trò chuyện thân mật thông thường cũng quan trọng như một cuộc họp được lên lịch sẵn với một khách hàng tiềm năng lớn có nghĩa là chúng ta biết được đâu là những việc quan trọng khi hậu vệ cánh phải thấy bằng chứng chứng minh dù anh có vào sân hay không thì mọi hành động của anh ta đều quan trọng với thành công của đội khi một thiếu niên thấy và hiểu rõ những bằng chứng chứng minh lựa chọn được đưa vào khoảng thời gian thư giãn hôm nay sẽ ảnh hưởng tới những lựa chọn trong khoảng thời gian trước đó khi người ta sống với một mục đích sống lâu dài doanh số bán hàng sẽ cao tinh thần đồng đội sẽ phát triển mạnh và các quyết định thời niên thiếu sẽ trở nên khôn ngoan và thận trọng có hai cái điều bạn phải nắm rõ ở đây điều thứ nhất bạn phải có mục đích lâu dài và quyết tâm sống với mục đích lâu dài đó điều thứ hai bạn phải có những bằng chứng để chứng minh những lựa chọn của chúng ta là quan trọng với những mục đích lâu dài hay nói một cách giản đơn hơn khi chúng ta hiểu rằng mỗi hành động của mình đều quan trọng thì mọi kết quả của những hành động đó ngay lập tức sẽ chuyển biến theo hướng tích cực bạn sẽ có được hành trang đầy đủ tôi mong các gia đình và đấy chính là lý do mà cuốn sách này được ra đời liệu tôi có thực sự quan trọng trong cuốn sách này nói rằng khoa học đã cho thấy hiệu ứng cánh bướm gắn liền với chuyển động đầu tiên của bất kỳ dạng vật chất nào bao gồm cả con người trong cuốn sách này có rất nhiều điều nhưng điều quan trọng nhất để tạo ra được cái điều mà bạn đang mong muốn ở đây Đó được gọi là sự cộng hưởng Sự đồng bộ sẽ tạo ra sự cộng hưởng Bây giờ tôi muốn các bạn cùng làm với tôi một ví dụ sau đây Hãy để kẹp càng cua được mở rộng ra hai đùi của bạn Mở rộng ra nào Mở rộng cái quyền sổ ra trước mặt cả hai trang Đừng gấp đôi nó Rồi Cầm tay vào cái càng cua Khi tôi đếm tôi vỗ tay các bạn mở ra Khi tôi vỗ tay các bạn kẹp vào Một hai ba Kẹp vào Một hai ba Làm lại ra vào ra vào ra điều đầu tiên chúng ta nhận ra ở đây cái sự cộng hưởng nó tạo nên một âm thanh vô cùng thú vị đúng không nào cái cầu sập vì những người lính đi cùng một nhịp chân chuyên kể rằng là có một cái đại đội họ cùng nhau đại đội thì bao giờ đi trên hành quân cũng phải đi cùng với nhịp bước cùng một nhịp bước và sau đó thì họ đi qua cùng một cây cầu Và cây cầu đứt dây rơi xuống Và từ đó trở đi Tất cả những người lính đi trên đường Thì sẽ đi cùng một nhịp bước Một, hai, một Nhưng cứ đi qua cầu Thì họ sẽ được nhận một hiệu lệnh là Không đi cùng nhịp chân Sự đồng bộ này sẽ tạo nên một hiệu ứng vô cùng lớn Làm rung lắc cây cầu Và nếu như nhịp chân mà rơi đúng cái gọi là tần số dao động riêng của cây cầu thì nó sẽ dẫn đến cây cầu bị cộng hưởng và đứt dây. Chính vì thế đi qua cầu sẽ là sự hỗn loạn chứ không được đi cùng bước. Thế giới đã ghi nhận rất nhiều vụ sập cầu do đám đông đi qua bước đều bước dù đó là những cây cầu kiên cố. Sự kiện đầu tiên xảy ra khi Napoleon Hill, Napoleon chỉ huy quân Pháp tiến đánh Tây Ban Nha, đội quân đi trên một cầu bước đều tăm tắp theo khẩu lệnh khi sắp tới đầu bên kia thì đột nhiên một đầu cầu bung ra và rơi xuống lòng sông. Thành phố Saint Petersburg của Nga cũng xảy ra một vụ việc tương tự khi đội quân đang đi trên cầu lớn bắc qua sông của thành phố họ cũng đều khiến cây cầu bị sập. Tháng 4 năm 1983 một lữ đoàn lính diễu hành bước đều qua cầu Bruston của Anh theo các ghi chép vào thời điểm đó cây cầu đã bị đổ gãy dưới chân các binh sĩ ném hàng chục người xuống nước. Sau khi điều này xảy ra quân đội Anh đã ban hành quy định mới binh lính khi đi qua một cây cầu dài không được đi bước đều hoặc diễu hành nhịp nhàng để phòng sự cố xảy ra. Vì sau đoàn người bước đều qua cây cầu khiến cây cầu bị sập. Các kiến trúc sư cây cầu mặc dù trông có vẻ vững chắc và không xê dịch nhưng lại sở hữu một tần số rung động tự nhiên bên trong chúng. Một lực tác động vào một vật thể với tần số ngang bằng với tần số rung động tự nhiên của vật thể khuếch đại rung động của vật thể được gọi là hiện tượng cộng hưởng cơ học. Các binh sĩ diễu hành đồng loạt qua cầu tạo ra một tần, tần, số của bước đi. Nếu tần số bước đều của họ gần khớp với tần số rung động của cây cầu, việc cộng hưởng cơ học lớn, cây cầu có thể rung lắc và sập. Tại sao xe cộ đi qua rầm rập suốt ngày nhưng cây cầu không sập? Lý do là mặc dù lực do xe cộ qua cầu lớn nhưng lực này mang tính chu kỳ. Xe qua cầu cũng không có sự nhịp nhàng nên triệt tiêu một phần chấn động không thể sinh ra hiện tượng cộng hưởng. Do đó tất cả các nước trên thế giới đều quy định rằng khi đám đông qua cầu thì không được bước đều. Ở đấy chính là cái sức mạnh của cái sự cộng hưởng và sự cộng hưởng đến từ việc là đồng bộ. Cho nên trong cái công việc, trong cái đội nhóm, việc đồng bộ sẽ tạo ra năng lượng cao. Bao nhiêu trong số các bạn thấy vai trò của sự đồng bộ trong tổ chức rồi thì giơ tay lên nói tôi. Và cái câu hỏi ở đây là làm nào để tạo ra được sự đồng bộ? Bây giờ chúng ta sẽ xem một dàn nhạc giao hưởng. Và sẽ có một người anh ta mặc chiếc áo đuôi tôm đứng trước một chiếc giá nhạc và cầm cây đũa. Ai đây? Nhạc trưởng. Tôi có một xem một cái bộ phim mà phim đó nói về một cái ông giáo sau khi ông ấy về hưu thì ông ấy cả cái học sinh của cái trường trung học đó đứng lên khóc vì trước khi ông hiệu trưởng đã rời khỏi thì ông đã luyện tập một ban nhạc để chơi cái nhạc này và ông ấy là nhạc trưởng cái ông đó ông ấy lại bị điếc và ông ấy lại chơi cái bản nhạc đó trong suốt đó và tất cả mọi người chơi xong thì cả hội trường đứng lên khóc bởi vì ông ấy đã tạo ra được sự đồng bộ ở trong cái dàn nhạc đó, mọi học sinh ông ấy điếc mà mọi học sinh chưa từng chơi nhạc bao giờ, ông ấy điều khiển được cả đám ông chơi nhạc như vậy. Cần một người nhạc trưởng. Nếu bây giờ để tự các bạn chơi trò chơi bẻ phai còng vừa rồi, nếu không có cánh tay này, không tạo ra được sự đồng bộ. Nếu một dàn nhạc giao hưởng không có một người cầm cây đũa ngoái 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 như vậy, thì không tạo ra được sự đồng bộ. Đội quân đi bên ngoài bao giờ cũng có một người chỉ huy bên cạnh thôi nào chúng ta xem một đoàn quân duyệt binh có nhìn thấy không có nhìn thấy không cái anh này chính là cái anh mà anh ấy phụ giữ phách đấy thì anh ấy đi ra ngoài anh ấy giữ phách cho cái đội quân nhạc người đó có thể là nhạc trưởng người đó là người chỉ huy cho nên để tạo ra được sự đồng bộ cần có một người giữ nhịp đây đây là tiếng phách này ví dụ như tiếng phách này Ở trong ban nhạc mà hiện đại thì ai là người giữ phách. Cái tay trống chính là nhàn nhạc. Nó bao giờ cũng có một cái nhịp. Ví dụ như nhịp này bên trái nó giữ phách. Như vậy thì để mà có sự đồng bộ. Thì luôn cần có một người chỉ huy. Và luôn nhớ rằng là năng lượng của bạn. Năng lượng của người bên dưới bạn thường không vượt qua được năng lượng của bạn. Năng lượng của bên người bên dưới mà vượt qua là nó lại tách đàn này Cho nên ở đây khi bạn chơi được 100% thì lính của bạn chơi được 90%, người dưới nữa chơi được 80%, dưới nữa chơi được 70%. Cho nên để tạo ra được cái sự đồng bộ ở đây thì chính bạn phải bắt đầu từ bạn là người giữ nhịp. Thế vậy thì trong thực tiễn giữ nhịp trong đội nhóm là như thế nào? À đúng rồi. Tôi giới thiệu cái cuốn sách là vị giám đốc Một phút thì nó có hai cái vấn đề gọi là khen ngợi và xử phạt cà rốt và cây gậy thì khi mà chúng ta thấy người ta làm đúng thì ngay lập tức phải khen ngợi bằng cái cảm xúc thật của mình ý nói đây là vui mừng ra mặt và khi mà người ta làm sai thì phải điều chỉnh ngay bằng cảm xúc thật của mình ý nói đây là sự tức giận nhưng mà kết thúc cả hai trò chơi này thì đều sẽ là một lời động viên và một cái bắt tay thì chúng ta mới giữ được nhịp của đội còn một cách khác để giữ nhịp nữa là dashboard tức là bảng thông báo nếu như bạn không có theo dõi các dữ kiện tức là không có bảng đo lường thì bạn sẽ không biết nhân viên nào đang làm tốt nhân viên nào đang làm không nhưng nếu mà có một cái bảng đo lường được hiển thị thì chúng ta biết ngay lập tức là ai đang làm không tốt và mọi người cần phải làm tốt lên Chạy nhanh này. Ai đang làm tốt Để giữ nhịp cho toàn đội chạy tiếp Trong cái môn chạy bộ đường dài Marathon ấy Có một cái người được gọi là người pacer Người giữ nhịp chạy Ví dụ hôm nay bạn quyết định rằng là mình chạy sẽ là 4 giờ 30 Thì bạn sẽ nhìn thấy có một cái pacer Họ sẽ giữ cái nhịp chạy đúng 4 giờ 30 phút thì phải đích Người này có khả năng chạy ngắn nhanh hơn ví dụ như 4 giờ là về đích nhưng anh ta sẽ chạy ở 4 giờ 30 để giữ nhịp cho toàn đội gọi là các pacer các đội chạy như vậy thường chia thành 15 phút 3 giờ 3 giờ 15 3 giờ 30 4 giờ kém 15 4 giờ 4 giờ 15 vân vân để hoàn thành vạch đích đây là cái màn hình của tôi tại văn phòng thì nó được hiển thị ở giữa phòng như thế này ai đi qua cũng nhìn thấy và hàng ngày mọi người đều nhìn thấy à, sẽ giữ nhịp cái người chính sẽ giữ nhịp cho toàn đội bám theo Đấy là về mặt kinh doanh Ai cũng nhìn thấy con số ngay lập tức Cho nên những người ở phía cuối phải nỗ lực Ví dụ như đây tôi thấy là cô Oanh đang dẫn đầu Trong khi cô Thanh đang chạy cuối Thì cô Thanh phải bắt buộc phải làm cái gì đó Phải lấy quay lại cái sự tập trung Cô Oanh thì có chồng rồi đang có con Cho nên là cái sự tập trung cho công việc rất cao Còn cái cô Thanh ở dưới thì đương nhiên rồi Còn lang bang khắp mọi nơi chân trời góc bể Để tìm kiếm cái gì đấy Thì cũng có thể là chậm hơn những người khác Thế là nhìn thấy ở đây ví dụ như cô Hằng đang ở vị trí số 5 Trong khi cái anh gì đó anh mới vào lính mới mà anh đã ở vị trí số 2 rồi Thì đây là một cái nhân tố để mình có thể đào tạo thêm để anh ta phát triển đi lên Thế thì đấy là một cái ví dụ để giữ nhịp chúng ta có cái thiết bị hiển thị thông tin như thế này Để giữ nhịp cho toàn đội của chúng ta Và cái thứ ba là nếu như anh ta nằm thuộc cái nhóm dưới kia Thì chắc chắn là anh ta sẽ nhận được cái lời khiển trách ngay Tôi khiển trách nhẹ nhàng thôi Tôi hỏi là cô Thanh cô đang làm gì đấy Tôi hôm nay chưa nhìn thấy danh số của cô Thế là cô ta bảo vâng em làm đây Và lúc 4 giờ chiều là cô ta bắt đầu quay trở lại công việc Đấy được gọi là giữ nhịp trong đội để họ cùng làm việc với nhau Thế như vậy thì từ tiếng vỗ tay Từ tiếng cái nhịp bước đi Từ các trò chơi trong hoạt động Chúng ta luôn luôn là lãnh đạo Thì phải làm gương trước Bạn làm được bạn mới dẫn đội được Đấy là nguyên tắc Nhiều người trong đội của chúng ta hỏi là Thưa thầy tôi muốn thuê ngoài làm marketing Tôi bảo không bạn phải làm marketing đi đã Nếu bạn không làm được marketing Bạn không thuê ngoài marketing được bạn làm đi thì bạn thuê đội của bạn và tất nhiên đến một ngày nào đó bạn sẽ có ai đó vượt bạn lúc đó bạn bàn giao công việc cho người ta bạn tìm một công việc khác đó là chuyện đồng đội chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với phạm thành long để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo